Xin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đó, tiếp tục về chương trình video trong buổi tối nay. Lên với bác một số sản phẩm bên em đang phân phối cũng như là quay trực tiếp báo giá. Đấy, các bác nào có nhu cầu về những dòng sản phẩm nào cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Thế số điện thoại em để ở phần tiêu đề video. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp với cái số em đang ngoài quay cho mình ạ, 0967128399 nhá. Em ở Bình Lục, Hà Nam. Bác nào ở gần thì có thể qua xem trực tiếp cửa hàng của em cũng như là trải nghiệm sản phẩm, lựa chọn cho mình những sản phẩm mới nhất các bác nhá. Đó, các bác nào có nhu cầu về hàng hóa cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em nhá. Thì quy cách mua hàng bên em rất đơn giản thôi, các bác mua hàng cái hóa đơn trên 400k sẽ được miễn phí ship. Ngoài ra thì bên em giao hàng toàn quốc, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng, thanh toán. Đó, quy cách mua hàng rất đơn giản nhá. Thì em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay ạ. Cái sản phẩm đầu tiên trong video hôm nay thì em lên cho bác là cái bộ sen cây với nhá. Đấy, bộ sen cây bữa trước bên em cũng đã quay rồi thì hôm nay em lại quay lại. Và hôm nay em sẽ quay một cái video đập hộp luôn các bác nhá. Đấy, quay một cái video đập hộp luôn. Đấy, cái sản phẩm đầu tiên. À, cái bộ chi tiết đầu tiên thì nó là cái bộ vòi này. Cái bộ vòi chia nóng lạnh như này. Đấy, một cái củ chia nhá. Nó có cái này nó gọi là củ chia nóng lạnh nhá. Đấy, củ chia nóng lạnh. Chất liệu của con này thì 100% hoàn toàn của nó là inox 304 nhá. Inox 304, hàng rất là dày, rất là chắn luôn. Con này nó của thương hiệu Osaka Japan này. Đấy thì nó ở đây. Phần này nó có hai đường nóng lạnh này, hai đường nóng lạnh vào này. Đó, phần này các bác bắt vòi ra này. Đấy, bắt vòi ra. Và đây là cái khóa mở này, rồi là chỉnh các chế độ ở đây các bác nhá. Đấy, chỉnh các chế độ ở đây. Đó, full xương rồi full nọ full kia các kiểu này. Đó, rồi đây là một cái vòi phụ ra này. Đấy, con này nó có hai đường ra nhá. Đấy, hai đường ra tí em sẽ lắp đặt vào cho bác xem. Đó. Đây nha các bác ơi, đây em sẽ dùng luôn cái con keo gốc nam châm như em đang bán này. Đấy, con keo gốc nam châm nhá. Đấy, con này bên em nha, em đang bán là 80.000 một con nhá. Đấy, bác nào có nhu cầu keo gốc nam châm liên hệ em nhá. Thì em sẽ lấy test cho bác xem về cái kia xem nó là inox hay là sắt nhá. Đó, đây cái kìm này em đang test này. Đó, kìm này bằng sắt các nhá. Đấy, bằng kim loại nhá. Đấy, test dính luôn này. Đó, bỏ ra này. Đây em test này. Đây, đó, hàng inox nhá. Hàng này về em bao test, bao dùng bác luôn. Về các bác cứ nhận hàng kiểm tra, các bác dùng nam châm các bác test thoải mái cho em luôn nhá. Đấy, test thoải mái cho em luôn. Đấy, củ chất liệu inox luôn. Inox này của nó là dạng inox M nhá, các lưu ý là dạng inox M. Đấy, bây giờ thì nó làm cái inox này rất là nhiều. Nó không như những cái inox thông thường mà các bác hay dùng ở nhà thì những cái dòng inox này nó dạng inox bóng thì nó rất hay bị nổ. Nhưng mà con này inox M bao dùng bao xài luôn. Đó, bao dùng bao xài luôn các bác nhá. Đây thì giờ em sẽ đi vào cân trực tiếp cho bác xem nguyên một cái củ chia này của nó là nó sẽ là bao nhiêu nhá các bác nhá. Đây em sẽ cân thử cho bác xem này. Đây nha các bác ơi. Đấy, em cũng đang cân này. Đấy, em cân này. Đó, con này nó rơi khoảng tầm 2,5 cân nhá. Nguyên một cái củ này nó rơi khoảng tầm 2,5 cân. Đấy, nguyên một cái củ này. Đó, ngoài ra thì đây. Đó, thì nó sẽ có một cái vòi này. Bóc luôn này. Vòi thì của nó cũng là dạng vòi inox luôn nhá. Đấy, vòi inox. Đấy, một cái vòi, sợi vòi này. Vòi này của nó dài khoảng tầm là 1,2 m này. Đấy, 1,2 m. Đi kèm thêm tiếp tục của nó này. Trong cái bộ sản phẩm, cái cây sen tắm đứng này nữa. Cái cây sen đứng này. Bên trong này thì nó sẽ có là một cái vòi chính này. Một cái vòi to chính này. Đấy, một cái vòi chính của nó này. Đây, đó, một cái vòi chính này. Đó, và một cái vòi sen phụ đi kèm này. Đó, một cái vòi sen phụ đi kèm. Và đầy đủ full phụ kiện luôn nhá. Gồm có giong, giếc các thứ đầy đủ hết luôn này. Đấy, giong, giếc của nó đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, có giong, giếc, ốc yếc các thứ đi kèm hết luôn các nhá. Và một cái cây chính. Cây sản phẩm chính đó là cái cây sen này. Đây bây giờ sẽ tháo cho bác xem nhá. Đây nha các bác ơi, đây là cái cây sen chính này. Cái cây này thì nó sẽ rút ra rút vào được nhá. Đấy, nó sẽ rút ra rút vào được. Đây các bác sẽ dùng cái lẫy khóa này các bác mở ra cho em này. Đấy, các bác rút ra rút vào được này. Đấy, nó hàng nó mới nên là rút ra nó hơi khó rút các bác nhá. Đấy, nó sẽ rút ra rút vào được. Nó rút ra rút vào được. Đi, bây giờ em sẽ đi vào lắp đặt cho bác xem nhá, để các bác dễ hình dung này. Đây nha các bác ơi, đấy em lắp đặt vào thì nó sẽ như này. Đó, cả bộ của nó sẽ nhảy nhá. Thì nó gồm sẽ có một cái sen đại này. Một cái sen đại này và một cái sen nhỏ này. Đó, cái con này thì nó sẽ lắc đi lắc lại được nhá. Đấy, lắc đi lắc lại này các bác, ụp kiểu nọ, ụp kiểu kia này. Đó thì đây tổng quan nó đây các bác nhá. Đấy, tổng quan đây. Đó, còn cái củ nó sẽ nằm dưới này. Và đây là một cái cây sen rời này, à một cái vòi sen rời này. Đấy, một cái vòi sen rời để cho bác nhiều bác thích tắm kiểu dạng sen rời. Các bác thích tắm sen đứng thì bác đứng nhá. Bây giờ em sẽ đo về cái chiều dài của nó nhá. Đấy, đo với chiều dài của nó. Đó, cái con này cái tổng chiều dài khi mà chưa rút ra nhá. Tổng chiều dài khi mà chưa rút ra thì nó rơi khoảng tầm là đi
Nó khoảng khoảng đấy nhá, em đo khoảng thôi chứ không đo chính xác đâu. Nó khoảng tầm là đi 85 cho đến 90 phân. Đấy, 85 cho đến 90 phân thì giờ sẽ rút ra cho bác xem nhá. Đấy, rút ra thì các bác sẽ rút dài cái phần đầu này. Đấy, các bác rút ra nữa này. Đấy, khi mà em rút ra đây các bác nhá. Đấy, khi mà rút ra đây thì nó rơi khoảng tầm là 1m2 nhá, 1m2 cho đến 1m25 đây này. Đấy, 1m2 cho đến 1m25 này. Đây, đấy 1m2 cho đến 1m25. Nói chung là khoảng khoảng tầm đấy các bác nhá, khoảng tầm đấy. Nghĩa là con này các bác có thể thu ra, cho thu ra hoặc là thu vào được. Đó, thu ra hoặc thu vào được các bác nhá. Đấy, thu ra và thu vào được này. Đó. Đây các ơi, đấy em đang dựng đứng lên thì nó sẽ như này này. Đó, dựng đứng lên thì các bác về dùng thì nó sẽ như này, các bác về lắp đặt vào nó sẽ như này. Đó, đây ở đây cái củ chính của nó này. Đấy, hai đường nóng lạnh vào. Đó, hai đường nóng lạnh vào này. Đó, cái củ chính còn dựng lên thì nó sẽ như này. Đấy, dựng lên thì các bác sẽ thu ra thu các bác thu thì các bác cho thấp vào hoặc là cho cao lên là tùy theo nhu cầu sử dụng các bác nhá. Đây thì em sẽ báo giá luôn các nhá. Đấy, báo giá luôn cái cây sen đứng này. Đó, cái cây sen đứng này em báo giá luôn. Giá bên em đang bán với bác là đi 1.300.000 các nhá. 1.300.000 cho một cái cây sen đứng như này. Đó, 1.300.000 một cây sen đứng này. Bác nào ưng sản phẩm thì bên em ship code hoặc là chuyển khoản trước 100%. Đấy, các bác chuyển khoản toàn bộ 100%, 1.300.000 như này thì bên em sẽ bao ship các nhá. Đấy, bên em sẽ bao ship các bác. Các bác lên mã cho em là cái cây sen đứng đi. Đó, cây sen đứng đi. 1.300.000 một cây này các bác nhá. 1.300.000 cho một cái cây sen đứng nha. Đó, 1.300.000 một cây. Full combo luôn, chất liệu của nó inox như hàng về thì về các bác bao test bao xài luôn các bác nhá. Bao test bao xài và em bảo hành bác luôn nhá. Đó, hàng nói chung là quá chất rồi. Về các bác lắp vào nhà tắm thì nhìn cực kỳ là sang trọng và lịch sự luôn. Hai đường nóng lạnh các thứ nhá, đầy đủ hết luôn, phụ kiện đi kèm các bác nhá. Đó, 1.300.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái giá đỡ này. Đấy, cái giá đỡ để giày để dép các nhá, rồi để đồ. Nói chung là cái giá đỡ để đồ nhá. Chất liệu của con này chính của nó là dạng khung inox. Và cái vải này chất liệu của nó là dạng vải phủ nylon các nhá. Đấy, dạng phủ vải vải phủ nhựa. Đấy, vải phủ nhựa. Con này thì cái số đo em đang đo được của nó là đi 60 nhá, là chiều dài, chiều rộng của nó là 24 và chiều cao của nó là 90 nhá. Và nó cao là 6 tầng. Đấy, nó gồm có 6 tầng. Đó thì giá bên em đang bán là đi 170.000 một cái 170.000 cho một cái giá đỡ này các nhá. 170.000 cho một cái giá đỡ để giày nha. Đấy, nó hai mặt nó y như nhau. Khung của nó là dạng khung inox nhá. Khung của nó dạng khung inox. Đấy, về con này thì về các bác tự lắp đặt nhá. Con này thì bên em đã lắp đặt sẵn và quay cho bác để bác xem thử. Còn là về thì các bác tự lắp đặt. Đó, về các bác tự lắp đặt nhá. 170.000 cho một chiếc giá đỡ để giày hoặc để dép để đồ. Các bác lên mã cho em là cái giá đỡ để giày đi. Đó, 170.000 một chiếc và bao ship các nhá. Bao ship đây. Em đang để tạm cái mũ đây này. Đấy, để tạm cái mũ này đây. Đó, rất là đẹp luôn các nhá. Đấy, để vào đây rất là hợp lý này. Còn các bác để giày để dép đây đều ok hết luôn. Đấy, để giày để dép đều ok luôn. Đấy. Cao 6 tầng thì nói chung là thoải mái các bác để đồ. Đây em quay rộng cho bác xem này. Nói chung là rộng rộng lắm các nhá. Đấy, 6 tầng cơ mà. Đấy, rộng lắm. Đấy, 6 tầng. Nói chung là các bác để đồ thoải mái, các bác để ở góc nhà thứ nhìn rất là sang trọng, lịch sự, nhìn rất là ngăn nắp các nhá, nhìn rất là ngăn nắp luôn. 6 tầng. Đó. Dài 60, rộng 24 và cao 90, 170.000 một bộ giá đỡ để giày và bao ship các nhá. Đấy, 170.000. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác này. Là cái dòng mũ lính mũ quân đội này. Đấy, mũ lính mũ quân đội nhá. Đấy, mũ lính mũ quân đội này. Con này của thương hiệu Air Force các nhá, của thương hiệu Air Force. Đây, chữ thêu này. USA này, đấy USA này. Đó. Con này thì hàng lên form rất đẹp luôn các nhá. Đấy, hàng lên form đẹp cực kỳ luôn. Đấy, các bác đội nói chung là các bác nào thích phong cách kiểu dã ngoại rồi là kiểu quân đội các thứ ấy, phong cách mạnh mẽ này, các bác đội con này cho em. Đấy, Air Force này, logo rất đẹp luôn nhá. Này, USA này. Các bác trên thị trường thì nó bán những cái mũ này ấy rất là nhiều nhưng mà dạng của nó mỏng lắm nhá, không được dày dẫn anh em đâu. Hàng của nhà em hàng nói chung hàng bao xài bao dùng luôn nhá. Đấy thì giá bên em đang bán là 120.000. Giảm xuống bác là chỉ còn 100.000 cho một chiếc mũ thôi nhá. 100.000 chiếc mũ này. Ngoài ra đây bên em có cái dòng thắt lưng này. Đấy, cái dòng thắt lưng. Đấy, dòng thắt lưng vải US cũng của Mỹ luôn nhá. Đấy, thắt lưng vải US của Mỹ. Dòng này thì nói chung là các bác dùng thì muôn đời muôn kiếp không hỏng luôn. Đấy, chất liệu nó là vải dù nó bện vào nhá. Đấy, vải dù bện vào. Đấy thì giá em đang bán là 140.000 một sợi thắt lưng như này. Đấy, đây. Mã US này. Đấy, US này, 1966 nhá. US 1966. Hàng bao xài bao dùng luôn. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn các nhá. Đây cái phần đầu nó sẽ bọc da cho bác này.
bọc da vào này để cho nó không bị xù da quá nhá, nó không bị xù những cái đầu ra, rất là ngon luôn. Đó, 140.000 cho một cái thắt lưng vải OIS này, các bác lên mã cho em là thắt lưng vải OIS nhá, 140.000 chiếc các bác mua về đeo rất là nhìn rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, của OIS nhá, mặt rất là đẹp. Con này rất là hay, các bác cho vào đấy, các bác sẽ cho vào bình thường. Các bác đẩy cái lẫy vào xem. Đó, và các bác gập cái này vào, gập cái này vào rất là ngon luôn. Đấy, rất là ok luôn nhá. Đây, rất là chắc chắn luôn này. Đấy, quá chắc chắn luôn nhá. Đây này. Đây này, đấy. Cầm vào rất là ngon luôn. Đấy, giờ chắc chắn luôn nhá. Đó, 140.000 một chiếc thắt lưng vải này. Đấy, còn bên em bán cũng cả combo này luôn. Đấy, bên em bán cả combo này. Nếu mà các bác mua cả combo gồm hai sản phẩm, một mũ và một thắt lưng thì bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, các bác mua cả combo gồm hai sản phẩm như này thì giá sẽ là 240.000 và bao ship các bác nhá. 240.000. Các bác bảo là cho tôi quả combo mũ kèm với thắt lưng vải là 240.000 một bộ sản phẩm này và bao ship các nhá. 240.000 một bộ sản phẩm mũ thắt lưng bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì bên em vẫn còn rất là nhiều băng keo điện để phục vụ các bác nhá. Đấy, băng keo điện. Đấy, băng keo điện để phục vụ các bác này. Đó, băng keo thì gồm rất là nhiều màu, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng này, lẫn lộn này. Đấy, nó có màu trắng, màu xám này, màu đen này, rồi là màu vàng này. Đó, rồi là có cả cái loại trong suốt nữa luôn này. Đấy, thì toàn bộ của nó là dạng băng keo điện, băng keo bãi nhá. Đấy, băng keo bãi. Nói chung là hàng cứ Alonso lẫn lộn như này quá nhá. Hàng Alonso lẫn lộn như này. Đấy, thì giá bên em đang bán một cái cân băng keo này, giá bên em đang bán là 80.000 một cuộn thôi nhá. Đó, 80.000 một cân, xin lỗi các bác là 80.000 một cân băng keo. Còn khi mà các bác mua lẻ một cuộn như này, các bác bảo là cho tôi một cuộn băng keo lẻ thì bên em bán lẻ thì là 10.000 một cuộn các nhá. Đấy, bán lẻ thì là 10.000 một cuộn. Còn bên em bán một cân thì là 80.000 cho một cân băng keo các nhá. Đó, 80.000 một cân băng keo. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng sản phẩm là cái bộ lon chày này. Đấy, cái bộ lon chày thì bên em có hai mã nhá, một mã to và một mã nhỏ này, thì em sẽ đi vào cái mã nhỏ trước này. Đó, đi vào cái mã nhỏ trước thôi nhá. Đấy, cái con cối nhỏ này thì bên em đang bán là 250.000 một cối nhá, 250.000 một cối, hàng của thương hiệu Wailing này, made in Germany này. Đấy, made in Germany các nhá. Đây, chất liệu của nó là hàng inox 34 nhá. Đấy, thương hiệu Wailing này, logo hình hai thằng người này. Con này đi kèm của nó bộ sản phẩm full combo thì nó sẽ gồm có một cái chày này, một cái nắp đậy nhá, một cái nắp đậy và một cái lon chính này. Đó, để cho bác dã này, cái nắp này rất là hay, các bác đậy vào và các bác dã nó. Khi bác dã là nó sẽ không bị bắn ra, các bác không cần phải lấy tay bịt biết các thứ gì, các bác cứ dã bình thường anh em thôi. Đấy, về các bác dã cua cái hành tỏi các kiểu ớt điếc này. Đây, em sẽ đo về cái tổng chiều dài cái chày với bác này. Cái con này thì cái tổng chiều dài cái chày của nó đi 15 cm này. 15 cm. Còn cái lon cối của nó, đường kính cối lon của nó là đi 10 cm này. Đấy, chiều cao của nó là đi 8 cm rưỡi nhá. Đấy, chiều cao của nó 8 cm rưỡi. Đấy, các bác lên mã cho em là cái cối nhỏ đi. Đấy, giá của em đang bán là 250.000 một cái cối nhỏ này. 250.000 một cối nhỏ này. Còn có cái dòng cối to hơn này. Đấy, cối to hơn thì bên em đang bán là 350.000 một cối nhá. Đấy, 350.000 một cối. Nó cùng thương hiệu với con kia luôn. Đấy, nhưng mà con này nó dạng to hơn. Đây, thương hiệu Wailing này, made in Germany này. Đó, cối rất là ngon luôn nhá. Về con này dã chiếc các thứ thoải mái luôn. Đó, cũng có đi kèm nắp đậy này và một cái chày này. Đó, một cái chày. Con này thì em sẽ đo về cái đường kính này. Cái đường kính con to này của nó là vào khoảng tầm là 12 rưỡi nhá, gần 13, 12 rưỡi này. Đó, phần chiều cao của nó là đi 11 cm này, chiều cao của nó 11 cm rưỡi này. Đó, 11 cm rưỡi. Nói chung là các bác tùy theo nhu cầu sử dụng mà các bác mua con to và là con nhỏ cho nó phù hợp nhá. Cái con to này thì bên em đang bán với bác giá là đi 350.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã cho em là cái cối to đi, 350.000. Và cái cối nhỏ thì là 250.000 một chiếc nhá. Đó, 250.000 một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì bên em về làm ít cái bánh xe bãi nhá. Đấy, về ít cái bánh xe bãi này. Đấy, bánh xe. Con này thì nó chịu lực được khoảng làm tầm là từ 1 tạ cho đến 1 tạ rưỡi. Đấy, từ 100 cân cho đến 150 cân thôi nhá. 100 cân, 150 cân. Hàng này của nó là xoay 360 độ này. Đấy, xoay 360 độ này. Có khóa bánh các bác nhá. Có khóa bánh này, có khóa bánh này. Có khóa bánh đầy đủ hết này. Hai cái này là nó quay độc lập nhá. Hai cái bánh này nó quay độc lập nhá. Nên là các bác yên tâm là hai bánh này quay độc lập, không liên quan gì đến nhau nhá. Đó, thì đây, tổng quan cái bánh xe nó đây nhá. Hàng siêu chắc chắn, hàng đập phá thoải mái em luôn này. Các bác đập thoải mái không vấn đề gì luôn nhá. Đấy, hàng đập thoải mái luôn. Đấy, hàng rất là bền luôn nhá. Đấy, bánh xe Nhật bãi. Cái con này thì đây, em sẽ đo về cái tổng chiều cao này. Cái chiều cao của bánh xe của nó là chiều cao của nó là 5 cm này. Đấy, cái phần chiều rộng của nó là chiều rộng của nó
vào khoảng tầm 5 cm rưỡi này. Đấy, cái đường kính bánh xe, đường kính bánh xe của nó là vào khoảng tầm 4 cm nhá, khoảng tầm 4 cm. Đó, nói chung là rất là nhỏ gọn các bác. Con này các bác về các bác lắp tủ tỉ các kiểu này. Đó, và các bác lắp những cái dạng đồ nhẹ là ok. Đấy, chịu lực là từ 100 cho đến 150 kg các nhá. Đấy, 150 kg thì các bác lên mã cho em là cái bánh xe bãi đi. Đấy, bánh xe bãi. Bánh xe bãi này. Bánh xe bãi nhá. Giá em đang bán là 20k cho một chiếc bánh xe các nhá. Giá quá rẻ luôn các nhá. Quá rẻ trong cuộc tình. 20.000 cho một chiếc bánh xe bãi nha. Đấy, hàng có đầy đủ lỗ liếc các thứ nhá. Về các bác bắt vít các thứ vào, không cần phải khoan lỗ liếc, đầy đủ hết lỗ liếc các thứ đi kèm. Khóa bánh có biếc, hàng bao dùng bao xài luôn nhá. 20.000 một chiếc bánh xe bãi nhá. 20.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng cái ổ cắm USB này. Đấy, cái dòng ổ cắm kiêm ổ điện và USB nhá. Đấy, kiêm ổ điện và USB. Con này nó của thương hiệu MPE này. Đó, hàng made in Japan. Đấy thì nó sẽ gồm có 3 cái ổ cắm này và 2 cái cổng USB nhá, 2 cổng USB. Con này đi kèm của nó từng ổ cắm sẽ có từng đèn báo một và từng công tắc riêng biệt luôn các nhá. Nghĩa là các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy, không dùng thì các bác tắt đi cho em để đảm bảo an toàn nhá. Cũng không bị hao hụt điện đi nhá. Ngoài ra thì nó có đầy đủ đèn báo ở 4 cái ổ này luôn các bác nhá. Đấy, ổ USB cũng có đèn báo và công tắc luôn nhá. Đấy thì các bác mua về vừa cắm điện này, vừa dùng để cổng sạc USB này, các bác sạc cho điện thoại này, hoặc là các bác sạc cho các thiết bị sử dụng cổng USB. Đó, sạc cho các thiết bị sử dụng cổng USB. Con này thì dây của nó là dây dài khoảng tầm 3 mét các bác nhá. Đấy, dây của nó dài khoảng tầm 3 mét. Đó, thì cái con này các bác lên mã cho em là cái ổ U2 đi. Đấy, ổ U2. Con này thì bên em đang bán với bác giá là 260.000 một chiếc các nhá. Đó, 260.000 một chiếc ổ điện U2 này. Các bác lên mã cho em là cái ổ điện U2 đi. Đó, 260.000 một chiếc ổ điện U2 các nhá. Đó, 260.000 một chiếc ổ điện U2. Có cổng USB luôn các nhá. Có cổng USB và những cái cổng cắm điện bình thường, ngoài ra có cổng USB luôn. 260.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng liếc mài kim cương này. Đấy, liếc mài kim cương hàng nội địa Nhật các nhá. Đấy, hàng nội địa Nhật này. Đó, hàng nội địa Nhật. Hàng này thì em bán quá nhiều rồi các bác nhá. Đấy, con này nó tráng một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, nên nó gọi là liếc mài kim cương. Đây là Diamond Sapper này. Đấy, toàn bộ của nó toàn chữ Nhật thôi, hàng nội địa Nhật mà, nên nói chung là mình cũng không rõ chữ lắm đâu. Em không rõ chữ lắm. Đó, Diamond Sapper liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Hàng bao dùng bao xài. Con này về các bác mài cưa, mài kéo này. Các bác mài cưa, à mài liềm này, mài dao, mài kéo, các bác mài các kiểu luôn nhá, mài các kiểu luôn này. Đấy, các bác liếc các kiểu luôn nhá. Đây, ví dụ các bác mua về các bác đây, ví dụ em đang ví dụ test cái con dao giấy này, này. Các bác mua về các bác mài để mài rũa này. Đây này, các bác cứ có thể cầm như này các kiểu này. Hoặc là các bác cầm mặt này này, hoặc các bác lấy mặt này này. Hoặc là các bác vuốt này. Đấy, nói chung là các bác vuốt làm sao cho nó sắc được các nhá. Đấy, làm sao nó sắc được. Ngoài ra thì đây, các bác có thể cầm liếc như bình thường này. Đấy, liếc như bình thường này. Đây, liếc như một con dao này này. Đấy, liếc như một con dao này này, rất là ngon luôn các nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Đó, rất ngon, bao dùng bao xài luôn nhá, bao dùng bao xài luôn này. Đó thì cái con liếc mài kim cương này, giá mình em bữa trước đang bán là 200k một chiếc đó nhá. 200k cho một chiếc liếc mài kim cương này, 200k. Nhưng mà trong video này thì bên em sẽ xả lỗ vốn, xả gọi là xả giảm giá đó, chia cho các bác nhá. Giá là chỉ còn 170.000 cho một chiếc liếc mài kim cương nhá. Các bác lên mã cho em là liếc mài kim cương đi. Giá bên em đang bán là đi 170.000 một chiếc liếc mài kim cương các nhá. Đấy, 170.000 một chiếc này. Đấy, hàng con này nó có hai mặt nhá, một mặt dẹt này và một cái mặt nó lồi lồi này. Đấy, nói chung là các bác mài đa di năng, các bác vừa mài vừa rũa đều ok luôn. 170.000 một chiếc liếc mài kim cương các nhá, 170.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái con dao chặt C4 này, cái con rìu chặt C4 nhá. Con này thì bên em đang bán là 350.000 một cây nhá. Con này nó của thương hiệu Tamaha Gen này. Đó, hàng made in Japan này. Con này thì chuyên cho bác về chặt xương, chặt đồ các kiểu các nhá. Đấy, về các bác chặt xương, chặt xiếc các thứ, con này là ok luôn này. Đấy, C4 350.000 một cây. Con này nó nặng là 1 cân luôn nhá, nặng 1 cân. Đấy, hàng tay cầm nó rất dài, con này các bác cầm rất là trường dao luôn. Đấy, ốp gỗ hai bên này, ba đinh tán này. Đấy, hàng liền thân nhá, hàng liền thân này các bác dùng yên tâm, không bao giờ lo long chui long cán nhá. Đấy, không bao giờ lo long chui long cán luôn. Con này em sẽ đo về cái tổng chiều dài của nó, là cái con này tổng chiều dài của nó là đi 28 phân luôn nhá, 28 phân. Đấy, phần lưỡi của nó là đi 13 này. Đấy, còn nguyên cái phần tay cầm của nó là đi 15. Nói chung là con này các bác cầm rất là trường dao, không lo bị ngắn quá nhá.
Phần bản lưỡi của nó dài là đi 15 luôn quý nhá. Bản lưỡi của nó dài 15. Đây phần rộng này. Rộng của nó là đi 12 rưỡi này. Đấy, rộng của nó 12 rưỡi này. Đấy C4 nhá. Các bác lên mã cho em là cái cây dìu chặt C4 nhá. 350.000 một cây. Đấy 350.000 một cây dìu chặt C4. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái bộ bấm bóng tay M3 này. Đấy, bộ bấm bóng tay M3. Con này nó gồm có 3 món quý nhá. 3 món thì của thương hiệu Wailing nhá, của thương hiệu Wailing này. Đấy logo hình hai thằng người này. Đấy bộ này em bán quá nhiều luôn rồi. Đấy bán quá nhiều luôn. Thì nó gồm có một cái cây to này, một cái cây cắt nhỏ này và một cái cây cắt móng khóe này. Đấy cắt khóe quá nhá. Đấy cắt khóe nó chéo góc này. Đấy vát chéo góc này. Thì một cái bộ sản phẩm gồm có 3 cây như này. Giá bên em đang bán là 250.000 một bộ nhá. Các bác lên mã cho là cái bộ bóng bóng tay M3 của Đức này. 250.000 một bộ nhá. 250.000 một bộ. Đó, 250.000 bộ. Con này cắt thì rất là hay. Các bác cắt thì các bác đẩy cái này lên cho em. Đấy các bác cắt thì cái móng nó sẽ rơi vào trong này nhá. Nó không bị văng vãi linh tinh. Cắt thì nó sẽ rơi vào trong này. Đó, dùng xong cắt xong nó bác có thể đổ ra, đổ mang đi vệ sinh. Đấy mang đổ ra các bác nhá. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn nhá. Đó, hàng bao xài bao dùng. Siêu sắc luôn nhá. Siêu sắc luôn. Đó, bộ bóng tay M3 các bác nhá, bộ bóng tay M3. Giá bên em đang bán là 250.000 một bộ bóng tay M3 của Đức các bác nhá. Logo này, đấy logo dập chìm luôn trên thân luôn này. Đó M3 250.000 bộ. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái bộ vòi này, cái bộ vòi xịt các bác nhá. Đấy cái bộ vòi xịt. Bộ vòi xịt hàng bao dùng bao xài luôn nhá. Đấy bộ vòi xịt rất là hay. Đấy bộ vòi xịt này. Thì ở đây nó sẽ có một cái vòi xịt chính này, một cái cây vòi xịt chính này. Đấy con này nó chuyển đổi các chế độ nhá. Đấy chuyển đổi các chế độ này. Chế độ phun mạnh, phun nhẹ này, rồi là phun tia, rồi là phun xa, phun gần nhá. Rồi các bác có phun các kiểu, các bác chuyển chế độ đây cho em nhá. Đấy một cái cây vòi chính này. Đi kèm thêm của nó sẽ gồm có những cái đầu nối này nhá. Đấy gồm có 3 cái đầu nối này, 3 cái cổng kết nối nhá, 3 cái cổng kết nối và một cái cây vòi chính như này. Đấy một cái cây vòi chính này. Đấy thì full combo một cái bộ sản phẩm nó sẽ gồm có như này thôi nhá. Đấy gồm có một cái cây vòi chính nhá và 3 cái vòi nối phụ đi kèm. Đó, 3 cái vòi nối phụ đi kèm. Thì em báo giá luôn, các bác lên mã cho em mà cái bộ vòi nhựa đi, bộ vòi nhựa tưới cây. Đấy vòi nhựa tưới cây này. Đấy vòi nhựa tưới cây. Giá như bên em đang bán là đi 80k nhá. Đấy 80k cho một cái bộ vòi nhựa tưới cây này. Đấy 80.000 một bộ vòi nhựa tưới cây nhá. Đó 80.000 bộ. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác là cái dòng võng võng vải dù nhá. Đấy võng vải dù vải bện này. Đó thì con này nó dài là 2m2 nhá. Đấy dài 2m2 và rộng của nó là đi 80 phân. Đây em đang ghi nhầm đây này. Đấy ghi nhầm là 1m2. Con này của nó là 2m2 quý nhá. Các bác lưu ý là võng dài 2m2 và rộng là 80 phân. Con này giá bên em đang bán là đi 80.000 một chiếc võng này quý nhá. Đó 80.000 cho một chiếc võng này. Thì giờ em sẽ ra quay trực tiếp cho bác xem này. Đây nhá các bác ơi. Đó thì đây cái võng đây. Thì em đã mắc sẵn như này. Đó. Mắc sẵn đây quý nhá. Đấy thì chất liệu nó là dạng vải này. Đấy vải bện vải dù nhá. Đấy hàng này nói chung là các bác dùng được quá bền rồi. Riêng cái dòng vải bện như này. Vải bện vải dù này thì dùng quá bền luôn mà các bác dùng nó thoáng quá nhá. Đây các bác nhìn này. Các bác nhìn ở đây các bác nhìn thấy những cái lỗ này. Đấy những cái lỗ nó thưa ra này. Nó không bị mắt, nó không bị dày nên là dùng rất là thích luôn. Dùng rất là thoáng quá nhá. Dùng rất là thoáng. Đây, phần cổ này nó làm bện này. Rất là đẹp luôn nhá. May bện này, may bện vải dù luôn, rất là ngon luôn. Đấy. Đó, may rất là ngon luôn nhá. Đấy. Một cái võng của nó dài là 2m2. Và cái chiều rộng của nó là 80 phân nhá. Đấy chiều rộng của nó là 80 phân. Đó đây. Võng rất là to tát luôn nhá. Võng rất là to tát luôn này. Đấy đi kèm thêm của mình thì bên em sẽ tặng kèm thêm mình là cái dây này nhá, cái dây buộc này để về các bác buộc. Đó thì giá bên em đang bán là đi 150.000 cho một cái chiếc võng này các nhá. Các bác lên mã cho em là cái võng đi. Đấy cái bộ võng vải bố, cái vải dù. Đấy giá bên em đang bán là đi 150.000 một chiếc các nhá. Đó 150.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo em lên cho bác là cái dụng cụ massage này. Đấy cái dụng cụ massage về bác massage tay chân các người ngậm các kiểu nhá. Đấy con này thì dùng rất là hay. Các bác mua về các bác cứ gì khắp người cho em này. Đây em gì này. Đây. Đấy các bác gì này. Gì nó sẽ mút vào nhá. Rất là thích luôn. Đấy gì và rất là sướng nhá. Đấy gì vào nó mút chân tay vào. Massage cho chân tay rất là thích các nhá. Đấy cái dụng cụ massage như này. Giá với nhau đang bán là 70.000 một chiếc các nhá. Đó 70.000 một chiếc dụng cụ massage nha. Đó hàng rất chất luôn. Đấy bóng loáng luôn nhá. Đó 70.000 cho một chiếc dụng cụ massage này các nhá. Đó 70.000 một chiếc dụng cụ massage này. Sản phẩm tiếp theo thì Lenomark là cái dòng máy cạo râu Zandu này.
Đấy, dòng máy cạo râu, máy cạo râu Zandu. Đấy, hàng thì bao chất bao xào rồi. Hàng này em bán quá nhiều rồi nhá. Đấy, đựng trong một cái hộp nhựa như này. Nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn đấy nhá. Đấy, nhìn rất là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, đựng trong hộp nhựa này. Các bác mang đi mang lại, mang đi ô tô hoặc là mang đi du lịch, mang ô tô để ô tô hoặc là mang đi du lịch rất là tiện nhá. Hoặc là các bác để ở nhà, đậy trong hộp này nhìn rất là sang trọng luôn. Đó, một cái con máy cạo râu nói chung là đẳng cấp luôn rồi. Đó, hàng chuẩn Nhật made in Japan này. Con này cái phần sạc của nó sẽ phần dít anh em nhá. Đấy, các bác đẩy cho em. Đó, các bác cắm điện 220 bình thường. Các bác sạc thì các bác sạc. Các bác lưu ý là các bác sạc khoảng là từ sạc là từ khoảng tầm từ 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi thì pin nó sẽ đầy nhá. Đấy, các bác đừng sạc lâu quá, để lâu quá nó sẽ hỏng nhá. Để lâu quá nó sẽ hỏng. Nó sẽ nhanh chai pin. Đấy, nhanh chai pin này. Nút on off bật tắt ở đây nhỉ. Đấy, on off bật tắt ở đây. Đấy, hàng bao xài bao dùng luôn nhá. Đấy. Máy cạo rất là êm du luôn mà đi rất là thích. Ngoài ra con này nó sẽ có tăng đơ đi kèm này. Đấy, một cái tăng đơ để các bác tỉa những cái râu dài chứ em. Đó, phần này các bác tháo ra để vệ sinh được này. Đấy, tháo ra vệ sinh. Đây là cái phần lưỡi của nó này. Còn đây là một cái màng này. Cái màng này, cái lưỡi này. Đó, thì bên em có bán kèm thêm cả lưỡi cả màng luôn nhá. Bán kèm thêm cả lưỡi cả màng luôn. Thì bây giờ em sẽ đi vào báo giá trước cái con này trước này. Đó, thì giá sản phẩm cái con máy cạo râu như này. Máy cạo râu Zandu, các bác lên mã cho em là máy cạo râu đi. Giá bên em đang bán là đi 170k. Bao ship luôn các nhá. Đấy, bao ship luôn. 170k cho một chiếc máy cạo râu. Đấy, 170.000 cho một chiếc máy cạo râu và bao ship luôn các nhá. 170.000 một chiếc bao ship. Đó, ngoài ra thì bên em sẽ có kèm thêm đầy đủ lưỡi. Đấy, lưỡi cũng như là màng này, lấy lưỡi cũng như là màng thì bán kèm thêm thì là 30.000 một bộ nhá. Đó, 30.000 một bộ lưỡi gồm có một lưỡi và một màng. Về các bác tự thay thế, nói chung là thay thế rất là dễ thôi. Về các bác cứ nghịch vài lần như em biết thay thôi nhá. Đấy, 30.000 một cái bộ lưỡi như này, gồm có hai món này, một món lưỡi và một cái màng này. 30.000 một bộ nhá. Đấy, 30.000 bộ. Còn máy cạo râu thì là 170.000 một bộ máy cạo râu nhá. Các bác mua cả combo nha. 200.000. Đấy thì sẽ được bao ship luôn rồi nhá. Mà các bác mua nguyên máy cạo râu thì là 170.000. Một chiếc máy cạo râu bao ship, còn các bác mua lẻ lưỡi thì là 30.000, một bộ lưỡi gồm có hai chiếc đó nhá. Đấy, 30.000 một bộ lưỡi gồm có hai chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái bộ vòi 21 này. Đấy, cái bộ vòi mã 21 có nhá. Bộ vòi mã 21. Chất liệu của nó là hàng cũng là hàng inox M có nhá. Hàng inox M. Con này thì nó dạng inox rất là chắc chắn, dày dẫn luôn này. Đấy, giá thì rất là hợp lý nhá. Giá là chỉ có 60.000 một chiếc này thôi. Các bác lên mã cho là vòi 21 đi. Đấy, giá em đang bán là 60.000 một chiếc nhá. Con này nó có gen luôn này, gen 21, gen ngoài 21 này. Nghĩa là các bác không dùng thì các bác lắp nghe vào cho em để nhìn cho nó thẩm mỹ. Còn nếu mà dùng, các bác muốn xoáy thêm gen vào đây, các bác để các bác kết nối lại để các bác xoáy luôn cái gen này cho em. Đó, đây cái gen này của nó, gen nguồn ra này. Đấy, à, gen nguồn vào này và đây là gen nguồn ra này. Đấy, phần lẫy khóa này rất là êm luôn nhá. Đấy, lẫy khóa rất là êm luôn. Đó thì giá bên em đang bán cái bộ sản phẩm cái vòi 21 này. Giá bên em đang bán là chỉ có 60.000 một bộ vòi thôi các nhá. Đó, 60.000 cho một cái bộ sản phẩm vòi 21 các nhá. Đấy, 60.000 bộ. Tiếp theo thì là lên cho bác là cái mã sản phẩm là cái củ chia này. Đấy, cái củ chia. Đó, hàng cũng của in, hàng chất liệu nó là inox 34 luôn nhá. Cái củ chia đôi nhá, củ chia đôi, chia hai đấy. Đấy thì con này nó có củ chia này, nó có khóa kiếc các thứ đầy đủ luôn nhá, khóa đồng luôn. Khóa lõi đồng nó nhìn thấy vàng ươm bên trong này. Đó, và cái lớp inox của nó rất dày nhá. Hàng này nói chung là các bác dùng thì nồi đồng cú đá là không biết là bao giờ mới hỏng luôn nhá, vì cái inox của nó là quá dày luôn rồi. Đây có phần khóa luôn này. Đấy, giá bên em đang bán cái vòi chia này, các bác lên mã cho em là cái củ chia đây. Đấy, củ chia. Giá bên em đang bán là 60.000 một cái củ chia này các bác nhá. Đó, 60.000 cho một cái củ chia như này. Đấy thì nó gồm chia ra làm hai đường, đều có gen hết luôn nhá, đều có gen ngoài hết luôn. Đó, 60.000 cho một chiếc củ chia này các bác nhá. Đó, 60.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái bộ vòi xịt nhà vệ sinh này. Đấy, cái bộ vòi xịt nhà vệ sinh nhá. Đấy, bộ này thì em bán quá nhiều luôn rồi. Đấy, bộ vòi xịt nhà vệ sinh. Đó, bộ vòi xịt nhà vệ sinh này. Thì một cái combo này sẽ gồm có đây. Đây là một cái vòi chính này. Đấy, một cái vòi chính nữa nhá. Đấy, chất liệu nó là hàng cũng là hàng inox M nhá. Một cái vòi chính bấm rất là êm luôn nhá. Bấm rất là êm luôn. Và một cái dây đi kèm, một cái sợi dây đi kèm để về các bác kết nối này. Đấy, các bác kết nối, các bác sẽ kết nối vào đây. Đấy, kết nối đây. Nói chung là con này lắp đặt thì rất là dễ dàng luôn rồi. Nó kết nối toàn bộ của nó bằng gen rồi. Đấy, các bác lưu ý là ở đây nó có những cái gioăng này, cái nắp đậy để cho nó bảo quản cái gioăng cho nó tốt nữa nhá. Đấy, bảo quản cái gioăng nó tốt.
đi kèm thêm cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ gồm có một cái bộ ốc vít này. Đấy, một cái bộ ốc vít để về các bác lắp vào cái đế này các nhá, cái giá đỡ đấy. Cái đế đỡ nhá, đây một cái đế đỡ như này. Đây một cái đế đỡ nha, để về các bác lắp đế đỡ vào đây để các bác dùng này. Đấy, lắp đế đỡ vào đây để các bác dùng này. Đó một cái đế đỡ nữa nha. Đó thì giá mình em đang bán cái bộ vòi xịt nhà vệ sinh này, giá mình em đang bán là đi 130.000 một bộ nhá. Đó 130.000 cho một cái bộ vòi vệ sinh. Các bác lên mã xem là cái bộ vòi xịt nhà vệ sinh đi. Giá bên em đang bán là đi 130k nhá. Đấy 130k một sản phẩm vòi xịt nhà vệ sinh nha. Đó 130.000. Đấy dây chống ngập các nhá. Đấy dây chống ngập chống nóng, nói chung hàng ok luôn. Bao xài bao test bảo hành luôn nhá. Đó 130.000 một chiếc nhá. Thì giờ em sẽ đi vào quay test các bác thực tế xem này. Đây nhá các bác ơi, nhà em thì đã lắp đặt sẵn nhà nhá. Đấy thì các bác sẽ để lên giá như này. Đấy để lên giá của nó nhá thì nó sẽ như này các nhá. Hàng thì bao test bao xài luôn nhá. Con này đẩy ra rất là mạnh. Nhà em thì còn chưa dùng ấy luôn nhá. Đấy chưa dùng tăng áp luôn nhá, nhưng mà xịt rất là mạnh luôn. Các bác nhìn này. Đấy, chưa có tăng áp nhưng mà xịt rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy, hàng bao test bao xài nhá. Bấm rất là êm luôn này. Đấy, bấm rất là êm luôn này. Đấy. 130.000 cho một cái bộ sản phẩm vòi xịt nhà vệ sinh này các bác nhá. 130.000 một bộ. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên đây bác là cái bộ mũi vít đề quát này cũng như của bốt này. Đấy, bộ mũi vít đề quát cũng như của bốt này thì giá bên em đang bán một cái bộ mũi vít như này về cho bác dùng bắn vít các thứ này, mà lắp máy khoan pin hoặc là máy khoan cầm tay, các bác lắp những cái đầu PS2 các thứ là ok này. Đây này. Đấy những cái đầu PS2 này, đầu lục giác các bác nhá. Đấy về các bác lắp vào là các bác dùng ok. Đó thì giá bên em đang bán là 130.000 một cái bộ này nhá. 130.000 một cái bộ này thì nó sẽ gồm có hai cây 15cm này, 2 cây 9cm này và gồm còn lại là 5cm nhá, 6 cây 5cm thì một cái bộ sản phẩm như này. Giá mình em đang bán là 130.000 một bộ nhá. Còn các bác nếu mà các bác muốn mua lẻ từng mũi một thì bên em bán lẻ thì là một mũi 15cm mũi dài nhất bên em đang bán thì là 15.000. À 25.000. Còn cái mũi 9cm thì là 15.000 mũi, còn cái mũi 5cm thì là 10.000 một mũi nhá, 10.000 một mũi nha. Đó thì đây, bên em có đầy đủ hết các nhá. Mũi dài, mũi ngắn là có đầy đủ hết luôn này. Đây này, đấy, hàng của đề quát nhá, hàng lẫn lộn màu nọ màu kia. Đây này. Nó có cả của bốt sơ luôn nhá. Đấy có cả của bốt sơ. Đây, đó. Thì giá bán thì là 130.000 một bộ nhá. Đó 130.000 một bộ, còn các bác mua lẻ thì cái dòng mũi ngắn như này, mũi 5cm thì là 10.000 một mũi nhá. Đấy. Còn cái dòng nhỡ nhỡ chung chung như này. Đấy, dòng chung như này. Thì là 15.000 một mũi nhá, 15.000 một mũi này. Còn cái dòng mà dài hẳn, đấy cái dòng mà nó dài hẳn ấy như này. Dòng dài hẳn của nó là đi 15cm thì cái dòng này bên em đang bán là đi 25.000 một mũi nhá. Đấy 25.000 một mũi. Đó. Ngoài ra thì bên em có cái đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy có cái đầu bắn tôn về cho bác chuyên bắn tôn luôn nhá. Về cho bác chuyên bắn tôn, đầu bắn tôn của đề quát này. Đấy cái đầu bắn tôn này thì bên em đang bán là đi 40.000 một đầu nhá. Đấy con này nó có từ nạp từ luôn này. Đấy từ hút luôn các nhá. Đấy từ hút rất là mạnh luôn. Các bác này chuyên các bác về bắn tôn. Đấy đầu bắn tôn thì là 40.000 một đầu nhá. Đấy em đây em ghi luôn này. Đầu bắn tôn nhá. Đấy đầu bắn tôn. Đầu bắn tôn. 40k các nhá. Đấy 40k cho một cái đầu bắn tôn như này. Đấy 40k cho một cái đầu bắn tôn của đề quát này. Đấy hàng bao xài bao dùng luôn nhá. 40k một đầu bắn tôn. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng kéo cắt may 12 inch này, kéo cắt may 12 inch. Đấy, hàng này của Made in Japan này, Made in Japan. Đấy, hàng kéo bao sắc bao xài. Đây phần ốc của nó là ốc đồng luôn nhá. Ốc của nó ốc đồng luôn này. Đây, Made in Japan này. Đó có nhìn rõ chưa? Made in Japan này, kéo cắt may nhá, kéo cắt may. Đấy thì giá bên em đang bán là 230.000 một chiếc nhá. Đấy, giá cũ thì bên em đang bán là 250 nhá. Nhưng mà trong video ngày hôm nay thì giảm giá xuống bác, bỏ qua cái giá 250 này, giảm xuống là chỉ còn 230.000 một chiếc thôi nhá. 230.000 một chiếc kéo cắt may nhá. Đó 230.000 một chiếc kéo cắt may nhá. Các bác lên mã cho em là kéo cắt may đi. Đấy giá mình em đang bán là 230.000 một chiếc. Con này của nó là 12 inch nhá. Đấy tay cầm rất là ngọt luôn, các bác nghe tiếng kéo thấy sắc sắc không? Đấy cắt bao sắc bao xài luôn nhá. Đấy bao sắc bao xài luôn. 230.000 cho một chiếc kéo may thôi nhá. Đó 230.000 chiếc kéo may. Sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là cái dòng bộ micro của thương hiệu Tomaha này. Đấy hàng chuẩn Made in Japan. Đấy hàng này nói chung là trong cái tầm giá thì con này nó là vô địch rồi. Đấy hát thì không hay không lấy tiền nhá, hát không hay không lấy tiền. Mic thì chống hú nhá. Đấy mic chống hú và thu rất là ngon luôn. Thì cái bộ sản phẩm này đi kèm
hàng của nó là hàng nguyên hộp như này. Đấy, hàng nguyên hộp luôn đúng không nhá. Đi kèm nó sẽ có là một cái sợi dây 5 mét này. Đấy, một cái sợi dây 5 mét nhá. Một cái sợi dây 5 mét chống gập chống rối nhá, rất là ngon luôn này. Đấy, cái đầu cắm của nó này, các bạn nhìn những cái đầu cắm chi tiết của nó này. Đấy, thấy đẹp, thấy ưng đúng không nhá. Đấy, dây chống gập chống rối nhá. Đó, chống nhiễu nhá. Đó, dây dài 5 mét. Và đây là cái phần thân mic chính này, thân mic chính này. Đấy, thân mic chính. Đấy, con này rất là nặng nha, các bác cầm này nó nặng khoảng tầm 3 lạng luôn nha, rất là nặng luôn. Đây em sẽ mở nội thất bên trong của nó này, các bác xem chiêm ngưỡng này, cái phần mic thu của nó này. Nói chung quá đẹp luôn. Đó, quá đẹp nè, làm thiết kế rất đẹp, sắc sảo, Nhật nó làm nói chung chấm hết. Các bác nhìn những cái logo này, cái logo này của nó là logo thương hiệu của thương hiệu Tomaha nhá. Logo này để nó chống hàng giả hàng nhái nhá. Logo để chống hàng giả hàng nhái. Đó, thì một cái bộ sản phẩm mic karaoke, đấy, mic của Tomaha, mic của Nhật Bản thì giá em đang bán là đi 400.000 cho một cái bộ mic như này các nhá. Đấy, 400.000 một cái bộ mic karaoke và bao ship các nhá. Đấy, riêng cái bộ mic này thì bên em sẽ bao ship cho các luôn. Đó, 400.000 một cái bộ sản phẩm mic karaoke này. Đấy, 400k các nhá. Đấy, 400k. 400k và bao ship luôn các nhá. Đấy, bao ship này. Đấy, 400k bao ship nhá. Đấy, 400k bao ship một cái bộ sản phẩm mic karaoke như này. Cái sản phẩm tiếp theo thì em lên cho bác là cái dòng máy xay sinh tố mini cầm tay này. Đấy, dòng này thì cũng cần phải dây dợ đi. Con này các bác cứ sạc điện vào các bác dùng thôi. Đấy, chuyên cho bác xay xay các loại rau củ quả nhá. Đấy, xay ớt, xay tỏi các kiểu nhá. Con này hàng của nó hàng 3 lưỡi nhá, hàng chém siêu ngon luôn. Đấy, siêu chắc chắn và dày dẫn và chạy rất là tít, rất là bon luôn các nhá. Đấy, chạy rất là tít và rất là bon. Đây, đó. Đây các bác nhìn này. Đấy, máy chạy rất là ngon luôn nhá. Đấy, nút bấm của nó đây. Đấy, nút bấm của nó đây. Còn đây là cái cổng sạc này. Đấy, một cái cổng sạc này. Đấy, con này thì không cần phải dây dợ đây. Các bác về thì dùng hết pin các bác lại sạc vào. Bên em sẽ tặng kèm thêm cho mình đầy đủ dây sạc luôn đúng không nhá. Dây sạc đi kèm. Về cái dây sạc đây, về các bác cắm cái cục sạc điện thoại vào nhà mình là các bác sạc bình thường thôi. Đấy, máy xay sinh tố mini cầm tay. Đấy, con này nói chung là dùng rất là tiện đấy nhá. Đấy, dùng rất là tiện, các bác dùng ít người ấy, nhà dùng ít người thì dùng con này là ok này. Đấy, xay nó tiện mà không cần phải dây dợ lằng nhằng mà nó an toàn. Đấy, dày rất là ngon luôn. Đấy, chạy rất tít nhá. Đấy thì giá em đang bán giá cũ thì là 170, nhưng mà đang giảm giá, đây đang được giảm giá nhá, là chỉ còn 160.000 cho một chiếc máy xay sinh tố mini cầm tay đâu nhá. Đó, 160.000 một chiếc quá nhá. Đấy, 160.000 chiếc, còn có vài chiếc bán nốt quá nhá. 160.000 một chiếc. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên bác là cái dòng đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, dòng đèn pin cảnh sát Nhật, con này của thương hiệu Polykia này, Made in Japan này. Đấy, con này rất là hay, gồm rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đầu tiên của nó là la bàn này, dây đeo đầy đủ này. Đấy, dây la bàn này, rồi là đầu phá kính này. Đầu phá kính này, rồi là phần cắt dây này. Đấy, các bạn nhìn cái lưỡi dao này, nó cắt dây này. Và nam châm nữa nhá. Đấy, nam châm hít rất là ngon luôn. Đó, nam châm hít rất là ngon. Và con này nó có đặc điểm của nó là hai cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Để các bác mang đi rừng đi phượt là các bác không cần phải sạc điện lưới, các bác mang ra mặt trời phơi nắng em là nó hấp thụ năng lượng mặt trời, là nó sạc được cục pin bên trong này các nhá. Đấy, sạc cục pin trong này. Đèn này rất là nhiều chế độ sáng nhá. Đấy, chế độ sáng nhất, sáng vừa này, sáng nháy này, các bác giữ lì cho em này. Sáng bên cạnh này. Đấy, bấm cho em phát nữa này, sáng yếu đi này, giữ lì cho em này. Đấy, giữ lì cho em là nó chuyển sang chế độ đèn nháy cảnh báo SOS này, bấm cho em phát nữa này, nháy chậm này, giữ lì cho em cái này. Đấy, giữ lì cho em là nó lại về chế độ ban đầu. Đó, con này sạc bằng năng lượng mặt trời luôn nhá. Đấy, ngoài ra sạc điện này các bác sạc bằng năng lượng mặt trời luôn. Nó sử dụng viên pin 16850 nên là về các bác yên tâm, có hỏng thì các bác vẫn thay tháo thoải mái, không vấn đề gì nhá. Cái pin này bây giờ thị trường bán rất là nhiều rồi. Đó, thì ở đây nó sẽ gồm có mấy cổng ra và một cổng vào này. Cổng ra là cổng USB to này để bác sạc điện thoại này, cái cổng vào là cái cổng nhỏ này để bác sạc cái đèn dạng như cái cổng sạc cho điện thoại, các bác dùng đầy đủ luôn. Bên em sẽ có đi kèm thêm dây sạc nhá. Về các bác cắm cái củ nhà mình là ok. Đấy, một cái bộ sản phẩm. Một cái bộ sản phẩm đèn pin cảnh sát Nhật nha. Giá bên em đang bán là 280.000. Nhưng mà trong video hôm nay giảm giá cho các bác là chỉ còn có 250.000 một cây nhá. 250.000 một cây, các bác lên mã cho em là đèn pin D2 đi. Đó, đèn pin D2. 250.000 một cây đèn pin D2 các bác nhá. Đó, các bác nhìn cái lõi bóng của nó này, lõi led này. Đấy, rất sâu luôn nhá. Đấy, rất sâu. Nói chung rất ok luôn. Đó, D2, 250.000 một cây nhá. 250.000 một cây đèn pin D2. Còn đấy là cũng là cái sản phẩm cuối cùng trong video hôm nay. Thì còn rất nhiều sản phẩm mới nữa, thì hẹn các bác trong những video tiếp theo nhá. Các bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại đang quay cho mình.
Rồi em để phần tiêu đề video nhá. Số của em là 0967 128 399. Các bác cứ gọi điện trực tiếp cho em số này để em tư vấn cũng như là chốt đơn nhá. Các bác lưu ý là hóa đơn trên 400k thì được bao ship, còn cái mặt hàng nào bên em báo bao ship thì bên em sẽ báo luôn bác trên video nhá. Các bác lưu ý là như thế. Đó thì xin chào và hẹn gặp lại bác trong những video sau. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.